Em xin chào cô chú anh chị nha. Thì hiện tại Hiếu Nghĩa cũng đang có mặt tại huyện Mộc Hóa nè, thuộc tỉnh Long An, và em cũng quay giới thiệu bán đến cô chú anh chị mình một lô đất với diện tích là 1.000 mét vuông nha anh chị. Thì lô đất của mình á là sở hữu mặt tiền mình nói tiếp theo con lộ đá này là được 14 mét và chạy sâu vô là được 75 mét. Thì phần đất này thì hiện tại là chủ đã lên clip nè. Thì mình về mình muốn trồng cây ăn trái cũng khá là hợp lý luôn anh chị ơi. Và phần đất này á thì chủ sẽ đo đạc tách sổ cho cô chú anh chị mình nhé. Thì chủ bán từ 1.000 mét vuông ăn lên, thì quý anh chị mình muốn mua 2.000 hay 3.000 gì đó thì chủ vẫn cắt bán cho cô chú anh chị mình nhé. Còn phần điện nước thì mình có cặp ngay đất luôn, ô tô xe tải là mình đi cặp ngay đất luôn nha quý anh chị. Dân cư ở rất là đông luôn. Còn phần quy hoạch của đất mình thì là mình cho chuyển lên là đất thổ cư nha anh chị. Thì quý anh chị mình muốn về mình xây cất nhà ở thì cũng rất là hợp lý luôn quý anh chị ơi. Thì cô chú anh chị mình từ Sài Gòn về tới ngay đất thì tầm khoảng là 80 tới 100 km nha anh chị. Còn anh chị mình ở các tỉnh như là Tiền Giang, mình qua tới ngay đất thì tầm khoảng là 60 tới 80 km nha anh chị. Cũng phụ thuộc vào khu vực của cô chú anh chị mình đang ở nha. Và phần đất này thì chủ em cần bán với mức giá là 240 triệu cho 1.000 mét vuông nha quý anh chị. Thì cô chú anh chị mình quan tâm đến lô đất này thì hãy liên hệ trực tiếp với Hiếu Nghĩa nha, với số điện thoại của em là 0816556639. Em sẽ luôn luôn kết nối cho cô chú anh chị mình xem đất thực tế và mình xem giấy tờ thực tế, gặp ngay chính chủ nha quý anh chị. Và sau khi quý anh chị mình mua lô đất này, cần bên em hỗ trợ về mặt pháp lý, giấy tờ để chuyển đổi mục đích thì bên em vẫn hỗ trợ cho cô chú anh chị mình về mọi mặt pháp lý, giấy tờ khi cô chú anh chị mình có yêu cầu nha. Và quý anh chị mình cần biết thêm chi tiết thì hãy liên hệ trực tiếp với Hiếu Nghĩa nha. Và em cũng xin chào cô chú anh chị mình ạ.